Xin kính chào và cảm ơn quý vị đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay ngày 25 tháng 5, tại huyện Văn Bàn, Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai đã tổ chức lễ phát động tháng hành động vì trẻ em năm 2018. Dự lễ phát động có đồng chí Nguyễn Hữu Thể, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, đại diện các ban ngành, đoàn thể, các huyện, thành phố, các doanh nghiệp và đông đảo quần chúng nhân dân tại địa phương. Trong những năm qua, được sự quan tâm chỉ đạo của cấp ủy chính quyền các cấp, sự phối hợp chặt chẽ của các ngành, đoàn thể, các tổ chức xã hội, công tác quản lý nhà nước về bảo vệ chăm sóc trẻ em được tăng cường và có sự chuyển biến tích cực. Việc huy động sử dụng nguồn lực để thực hiện các mục tiêu vì trẻ em ngày càng có hiệu quả, góp phần xây dựng và đảm bảo môi trường sống an toàn, lành mạnh cho trẻ em. Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác bảo vệ chăm sóc giáo dục trẻ em của tỉnh vẫn đang đối mặt với những khó khăn thách thức không nhỏ. Một phần là do tỉnh có tỷ lệ hộ nghèo cao, mức thu nhập bình quân đầu người còn thấp và sự chênh lệch cao giữa các vùng, các địa phương. Đặc biệt là cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đã tạo cho Lào Cai cơ hội để phát triển mạnh mẽ, song cũng tiềm ẩn những thách thức bởi nguồn thông tin không lành mạnh, trong đó mà trẻ em chính là đối tượng dễ bị tổn thương nhất. Bởi vậy, thông điệp vì cuộc sống an toàn, lành mạnh cho trẻ em trong thế giới công nghệ số của tháng hành động vì trẻ em năm 2018 là dịp để các cấp, các ngành, các địa phương và toàn xã hội nêu cao hơn nữa việc chăm sóc, tạo môi trường sống an toàn cho trẻ em. Thưa quý vị và các bạn, ngày 24 tháng 5, huyện ủy Bảo Thắng đã tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện nghị quyết số 26, hội nghị Trung ương 7 khóa 10 của Ban chấp hành Trung ương về phát triển nông nghiệp, nông dân và nông thôn trên địa bàn. Qua 10 năm thực hiện nghị quyết về tăm nông trên địa bàn của huyện Bảo Thắng cho thấy, lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn tiếp tục tăng trưởng ổn định. Tổng sản lượng lương thực năm 2017 của huyện đạt gần 40.000 tấn, tăng trên 5.100 tấn so với năm 2008. Giá trị sản phẩm thu hoạch trên 1 hecta canh tác năm 2017 đạt 72,5 triệu đồng, tăng 39 triệu đồng so với năm 2008. Lĩnh vực chăn nuôi, trồng rừng được tăng cường. Kết cấu hạ tầng khu vực nông thôn được quan tâm đầu tư ngày càng hoàn thiện. Hội nghị đã dành nhiều thời gian để các đại biểu tham luận về những giải pháp nâng cao chất lượng về phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Mục tiêu đề ra đến năm 2020 là huyện Bảo Thắng sẽ trở thành huyện nông thôn mới, cơ bản trở thành huyện trọng điểm về nông nghiệp chất lượng cao của tỉnh, với nền kinh tế phát triển toàn diện, bền vững. Nhân dịp này, huyện Bảo Thắng đã tặng giấy khen cho 20 tập thể có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện nghị quyết Trung ương 7 khóa 10 trên địa bàn huyện. Trong dịp này, huyện ủy Bắc Hà cũng đã tổ chức tổng kết 10 năm thực hiện nghị quyết số 26 NQTU ngày 5 tháng 8 năm 2008 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 10 về nông nghiệp, nông dân và nông thôn. 10 năm qua, huyện Bắc Hà đã thực hiện tái cơ cấu, xây dựng nền nông nghiệp theo hướng toàn diện, giá trị sản xuất toàn ngành tăng trưởng khá, trung bình đạt trên 4,5%. Giá trị sản xuất trên một đơn vị diện tích canh tác đạt 36,3 triệu đồng một hecta, tăng 3 lần so với năm 2008. Nông dân trong huyện đã có sự thay đổi về tư duy, tập quán canh tác và sinh hoạt. Tỷ lệ hộ nghèo giảm nhanh, giai đoạn 2008-2015, tỷ lệ hộ nghèo giảm 6,3% một năm theo chuẩn nghèo cũ, giai đoạn 2015-2017, giảm bình quân 8,35%. Đến nay còn 38,92%. Thu nhập bình quân đầu người đạt 23 triệu đồng, tăng 6 lần so với năm 2008. Các hoạt động văn hóa, thông tin, thể dục thể thao được chú trọng. Cơ sở hạ tầng nông thôn được tăng cường đầu tư xây dựng khang trang, đồng bộ, đặc biệt là công trình thiết yếu như trường học, giao thông, thủy lợi, ngày càng đáp ứng tốt nhu cầu bảo vệ an ninh quốc phòng và sản xuất sinh hoạt của người dân. Tuy nhiên, do nhiều nguyên nhân khác nhau mà việc thực hiện nghị quyết số 26 trên địa bàn huyện Bắc Hà còn tồn tại một số hạn chế như việc phát triển sản xuất vẫn còn nhỏ lẻ, manh mún, thiếu ổn định. Cơ sở hạ tầng nông thôn chưa đáp ứng được nhu cầu phát triển toàn diện, tỷ lệ hộ nghèo còn khá cao. Những vấn đề này đã được các đại biểu phân tích và bàn các giải pháp khắc phục để thực hiện hiệu quả nghị quyết trong giai đoạn tiếp theo. Nhân dịp này, nhiều tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nghị quyết của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 10 về nông nghiệp, nông dân, nông thôn trên địa bàn được Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện tặng giấy khen. Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Lào Cai vừa phối hợp với Viện Tiêu chuẩn Chất lượng Việt Nam tổ chức hội thảo phổ biến tiêu chuẩn quốc gia về nông nghiệp hữu cơ. Tại hội thảo, doanh nghiệp, hợp tác xã và nông dân Lào Cai đã được nghe giới thiệu tổng quan về hệ thống tiêu chuẩn quốc gia về nông sản hữu cơ, yêu cầu chung đối với sản xuất chế biến, ghi nhãn sản phẩm hữu cơ, giới thiệu tiêu chuẩn Việt Nam về trồng trọt hữu cơ, chăn nuôi hữu cơ và yêu cầu đối với chứng nhận hữu cơ.
Nông nghiệp hữu cơ được thể hiện là hệ thống đồng bộ hướng tới thực hiện các quá trình với kết quả đảm bảo hệ sinh thái bền vững, thực phẩm an toàn, dinh dưỡng tốt, không sử dụng các hóa chất nông nghiệp tổng hợp và các chất sinh trưởng phi hữu cơ, tạo điều kiện cho sự chuyển hóa khép kín trong hệ canh tác. Tại tỉnh Lào Cai, tính đến thời điểm hiện tại đã có chuỗi sản phẩm chè hữu cơ Bản Liền của Hợp tác xã Chè Bản Liền, chuỗi lợn rừng hữu cơ của trang trại Tâm Đức, chuỗi rau hữu cơ của công ty trách nhiệm hữu hạn Anh Nguyên. Thời gian tới, Lào Cai sẽ tiếp tục xây dựng quy trình sản xuất và công bố sản phẩm quế hữu cơ thuộc xã Nậm Đét, huyện Bắc Hà và xây dựng vùng sản xuất lúa hữu cơ khoảng 1.000 hectare tại ba huyện là Văn Bàn, Mường Khương và Simacai. Vừa qua tại thành phố Lào Cai, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng các tỉnh Lào Cai, Lai Châu, Điện Biên, Hà Giang đã phối hợp tổ chức tọa đàm giao lưu học tập, tuyên truyền phổ biến pháp luật với Tổng đội Công an Biên phòng tỉnh Vân Nam Trung Quốc. Tại buổi giao lưu, lực lượng bảo vệ biên giới của các địa phương thuộc hai nước đã cùng nhau xem lại những hình ảnh về hoạt động phối hợp tuyên truyền pháp luật cho nhân dân hai bên biên giới, cùng theo dõi, nghe các báo cáo viên hai bên thực hành một buổi tuyên truyền pháp luật thông qua việc trình chiếu bằng cả hai thứ tiếng Việt Nam và Trung Quốc. Phát biểu tại buổi tọa đàm giao lưu, Đại tá Trương Hải Phong, Chính ủy Tổng đội Công an Biên phòng tỉnh Vân Nam Trung Quốc và Đại tá Nguyễn Trọng Ngữ, Chính ủy Bộ đội Biên phòng Lào Cai đều đánh giá cao những kết quả mà công tác phối hợp tuyên truyền pháp luật giữa hai bên đã đạt được trong thời gian qua, đồng thời thống nhất các biện pháp để công tác phối hợp giữa hai bên ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực, hiệu quả. Hoạt động giao lưu đã góp phần làm sâu sắc thêm mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị, hiểu biết, giúp đỡ lẫn nhau giữa các đơn vị Bộ đội Biên phòng Việt Nam và Công an Biên phòng Trung Quốc. Qua đó tăng cường hợp tác thực thi pháp luật, cùng nhau xây dựng biên giới bình yên, ổn định và phát triển. Ngày 24 tháng 5 năm 2018, tại xã Bản Qua, huyện Bát Sát đã phối hợp với Sở Xây dựng tổ chức hội nghị lấy ý kiến nhân dân về đồ án mở rộng khu vui chơi giải trí huyện Bát Sát. Khu vui chơi giải trí huyện Bát Sát thuộc địa giới hành chính xã Bản Qua có tổng diện tích 308,8 hectare, gồm 4 phân khu chính, khu công viên, vui chơi giải trí có diện tích 105,44 hectare, khu nghỉ dưỡng dịch vụ thương mại phức hợp phía đông có diện tích 107,3 hectare, khu nghỉ dưỡng vui chơi phía tây có diện tích là 87,46 hectare, khu dịch vụ thương mại cửa khẩu có diện tích là 8,6 hectare. Theo điều chỉnh quy hoạch chi tiết khu vui chơi giải trí huyện Bát Sát, trong tổng số diện tích là 308,8 hectare, đã có 105,44 hectare được cấp quyết định đầu tư, mở rộng thêm là 123,11 hectare. Tại hội nghị, sau khi nghe đơn vị tư vấn trình bày bản chi tiết phần điều chỉnh mở rộng, đa số ý kiến nhân dân trong vùng dự án đồng tình với quy mô của dự án, đồng thời mong muốn dự án sớm được triển khai thực hiện. Các chính sách đền bù, hỗ trợ được giải quyết kịp thời để người dân ổn định cuộc sống. Thưa quý vị và các bạn, mặc dù các ban ngành và các đơn vị y tế đã có nhiều nỗ lực cố gắng, song trên thực tế vẫn còn nhiều khó khăn trong công tác xử lý chất thải rắn và nước thải y tế trên địa bàn. Theo thống kê, trung bình một ngày, tổng khối lượng chất thải y tế thông thường trên địa bàn tỉnh phát sinh khoảng 2,4 tấn, tổng lượng chất thải y tế nguy hại khoảng 615 kg. Hiện 6 bệnh viện là Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Bệnh viện Phục hồi chức năng, Bệnh viện Đa khoa thành phố, Bệnh viện Đa khoa các huyện Bảo Thắng, Bát Sát, Sapa đã có đầy đủ các trang thiết bị thu gom, vận chuyển và lưu giữ chất thải rắn y tế đạt yêu cầu về số lượng và chất lượng. Một số bệnh viện tuy đã bố trí các trang thiết bị thu gom, vận chuyển và lưu giữ chất thải rắn y tế nhưng trang thiết bị chưa đáp ứng được yêu cầu theo đúng quy định. Bên cạnh đó, tổng lượng nước thải y tế phát sinh tại các cơ sở y tế có giường bệnh trên địa bàn tỉnh hiện đạt khoảng trên 1.000 mét khối một ngày đêm. Tuy nhiên, vẫn còn 5 bệnh viện chưa có hoặc có hệ thống thu gom và xử lý nước thải nhưng chưa đạt yêu cầu, như trạm xử lý nước thải của Bệnh viện Nội tiết, Bệnh viện Sản Nhi đã bị tháo dỡ và đang chờ xây dựng mới. Bệnh viện Đa khoa huyện Simacai, hệ thống thu gom và xử lý nước thải đang bị hư hỏng xuống cấp. Bệnh viện Đa khoa huyện Mường Khương chưa có hệ thống thu gom nước thải bề mặt. Nếu không thực hiện tốt công tác thu gom chất thải rắn và xử lý chất thải y tế, rất dễ làm ảnh hưởng đến môi trường sống và phát sinh bệnh tật. Chính vì vậy, chính quyền địa phương và các bệnh viện ưu tiên đầu tư hệ thống xử lý chất thải trong thời gian sớm nhất. Thưa quý vị và các bạn, vượt khó vươn lên trong học tập, với thành tích đáng ghi nhận từ lớp 1 đến lớp 8, đều đạt học sinh giỏi toàn diện. Liên đội trưởng tiêu biểu được tặng bằng khen của Trung ương đoàn với giải thưởng Kim Đồng và nhiều phần thưởng cao quý của cấp tỉnh, cấp huyện, cấp trường. Đó chính là em Lê Thu Trang, học sinh lớp 9A, trường trung học cơ sở số 1 Bảo Hà, huyện Bảo Yên. Lê Thu Trang, như ba bạn bè cùng trang lứa, sinh ra trong một gia đình thuần nông.
Ngay từ nhỏ, Trang đã tự lập rất sớm, nỗ lực vươn lên trong học tập. Liên tục từ lớp 1 đến lớp 8 đều đạt học sinh giỏi. Trang có một tinh thần học tập rất nghiêm túc. Ngoài giờ lên lớp, Trang còn giúp đỡ bố mẹ việc nhà, làm vườn, trông em. Mới đầu của gia đình hoàn cảnh cũng rất là khó khăn, nhưng mà cũng tạo cái điều kiện để cho các cháu là cái thời gian để các cháu ăn học. Cái thời gian mà nghỉ học ấy thì là bố mẹ là nấu cơm rồi nhập nhà cửa rồi là có thể là các cháu cũng phải lên nương đồi để theo bố mẹ để làm, ví dụ là trồng cây sắn rồi cây ngô để nuôi lợn. Với vai trò là lớp trưởng, liên đội trưởng của trường, Trang luôn luôn phấn đấu giành nhiều thành tích cho bản thân cũng như nhà trường. Ý thức được vai trò của mình, Trang đã tích cực chủ động cùng ban chỉ huy liên đội tổ chức các hoạt động ngoại khóa, thực hiện tốt chương trình rèn luyện đội viên, phát động các phong trào như đôi bạn cùng tiến, ủng hộ xây dựng nhà khăn quàng đỏ do huyện đoàn phát động, ủng hộ giúp đỡ bạn có hoàn cảnh khó khăn. Tham gia hội thi chỉ huy đội giỏi cấp huyện, Trang đã đạt giải nhất và đạt giải nhì cấp tỉnh. Bạn Trang là người rất tích cực trong hoạt động đội. Về các bảng hoạt động mà bạn tham gia rất là đều đặn và sôi nổi. Với sự năng động và tinh thần vượt khó trong học tập cũng như các phong trào hoạt động đội, năm học 2015-2016, Trang vinh dự được nhận giải thưởng Kim Đồng tại thủ đô Hà Nội. Năm 2014, em đạt giải nhì hội thi giới thiệu tuyên truyền sách tỉnh Lào Cai. Năm 2017, giải nhất hội thi giai điệu tuổi hồng tỉnh Lào Cai. Trong công tác đội thì em tham gia tích cực các cuộc thi phong trào do nhà trường cấp trên phát động. Ngoài ra còn tổ chức các hoạt động giúp các bạn đội viên trong trường năng động hơn và bản lĩnh hơn. Những kết quả học tập và thành tích nổi bật về hoạt động đội trong thời gian qua, Lê Thu Trang là một tấm gương tiêu biểu xứng đáng để các bạn đội viên học tập và noi theo. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Cảm ơn sự quan tâm và theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.